Phật giáo Việt Nam ngay từ thuở bình minh đã đồng hành đi cùng dân tộc, giữ nước mơ màng bờ cõi, phát triển non sông độc lập phú cường từ chủ vẻ vàng. Phật giáo Việt Nam từ thời Hùng Vương, hai bà Trưng Đinh Lê Lý Trần, cho đến ngày nay lịch sử hoàng pha nhiều ngàn năm rực sáng tông phong, chân lý giải thoát nhiệm màu là dưỡng tố nuôi lớn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Phật giáo Việt Nam từ bi bao dung nhân nhục vô ngã vị tha, Phật giáo Việt Nam sáng ngời chân lý biểu tượng bi chi. Phật giáo Việt Nam hùng lực vô uy, Phật giáo Việt Nam cứu khổ độ sanh, Phật giáo Việt Nam dân thân hy sinh, Phật giáo Việt Nam vị chi rạng ngời cội nguồn yêu thương. Phật giáo Việt Nam ngay từ thuở bình minh đã đồng hành đi cùng dân tộc, giữ nước mơ màng bờ cõi, phát triển non sông độc lập phú cường từ chủ vẻ vàng. Phật giáo Việt Nam từ thời Hùng Vương, hai bà Trưng Đinh Lê Lý Trần, cho đến ngày nay lịch sử hoàng pha nhiều ngàn năm rực sáng tông phong, chân lý giải thoát nhiệm màu là dưỡng tố nuôi lớn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Phật giáo Việt Nam từ bi bao dung nhân nhục vô ngã vị tha, Phật giáo Việt Nam sáng ngời chân lý biểu tượng bi chi. Phật giáo Việt Nam hùng lực vô uy, Phật giáo Việt Nam cứu khổ độ sanh, Phật giáo Việt Nam sáng soi tâm linh, Phật giáo Việt Nam bị chi rạng ngời cội nguồn yêu thương. Phật giáo Việt Nam dân thân hy sinh, Phật giáo Việt Nam bị chi rạng ngời cội nguồn yêu thương. Phật giáo Việt Nam.